ái. Chuyện gì xảy ra vậy? Pháp thuật của em không hoạt động. Thật may là nhóm Queens có năng lượng của ngọn lửa rồng thiên nên không bị ảnh hưởng. Chuyện này là sao chứ? Selina, cậu ấy nói đúng. Asatron đã được tự do rồi. Asatron sao? Trời ơi, đúng như những gì ta lo sợ. Selina đang gặp nguy hiểm, cũng như là các phù thủy trong Law Tower. Và chúng ta cũng vậy, khi mà Asatron tấn công chúng ta. Em xin lỗi chị Daphne. Lễ cưới phải hoãn lại thôi chị à. Đi đi Bloom, hãy cứu thế giới này trước khi quá muộn. Phép thuật Wings Lumix. Bloom, tiên nữ ngọn lửa trồng thiên. Musa, tiên nữ âm nhạc. Hanna, tiên nữ công nghệ. Flora, tiên nữ thiên nhiên. Aisha, tiên nữ sóng biển. Stella, tiên nữ ánh sáng mặt trời. Các em có thể làm được mà Queens.